Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 21 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tọa đàm khảo sát xây dựng luật phòng không nhân dân. Diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Tường năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn thể hiện vai trò là cầu nối để người lao động chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp và thương lượng với doanh nghiệp, thực hiện các chính sách đối với người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhằm biểu dương và tôn vinh những cán bộ công đoàn đã có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, có nhiều giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn 71 chủ tịch công đoàn cơ sở đại diện cho hơn 1.200 chủ tịch công đoàn cơ sở trong tỉnh để biểu dương trong hội nghị. Ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, quyền lợi hợp pháp của người lao động có được đảm bảo tốt là nhờ sự quan tâm, sát sao của từng cán bộ công đoàn cơ sở. Để cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành tốt trọng trách của mình, các cơ công đoàn phải quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở một cách bài bản và hệ thống, tập trung đào tạo kỹ năng, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công đoàn để thành thạo tổ chức hoạt động, có kỹ năng vận động, giải quyết các vấn đề mới, khó. Bên cạnh đó, cần bảo vệ, ghi nhận sự đóng góp của cán bộ công đoàn cơ sở. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi xây dựng video clip với chủ đề Tôi yêu mái ấm công đoàn cho 29 đơn vị tham gia, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 3 đồng chí cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tọa đàm khảo sát xây dựng luật Phòng không Nhân dân. Đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh và Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Phòng không Nhân dân, trưởng đoàn khảo sát đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự thảo luật Phòng không Nhân dân được xây dựng trên cơ sở 5 chính sách lớn xây dựng lực lượng Phòng không Nhân dân, huy động hoạt động lực lượng phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, quy định các biện pháp bảo đảm an toàn phòng không, nguồn lực, chính sách bảo đảm đối với công tác phòng không nhân dân. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng của cơ quan thường trực ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị có liên quan trong xây dựng hồ sơ dự án luật phòng không nhân dân, đồng thời đã đề xuất làm rõ quan điểm xây dựng luật, đối tượng phạm vi điều chỉnh của luật, tổ chức xây dựng, huy động lực lượng phòng không nhân dân, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, diễn tập phòng không nhân dân, quản lý nhà nước đối với phòng không nhân dân, chế độ chính sách đối với lực lượng phòng không nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đã tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng luật phòng không nhân dân nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo lập cơ sở pháp lý trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, toàn dân, toàn diện, nhiều tầng, nhiều hướng, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân trong bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực ban soạn thảo, tổ biên tập tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo luật và các văn bản trong hồ sơ luật phòng không nhân dân. Sáng nay tại thôn ven xã Ngũ Kiên, ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức chỉ đạo cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Tường năm 2023. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện các huyện, thành phố.
tình huống giả định do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu bão số 1 khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Trung Du miền núi phía Bắc mưa to đến rất to, kèm dông, lốc, gió giật mạnh. Tại xã Ngũ Kiên nói riêng và huyện Vĩnh Tường nói chung, một số nhà dân bị đổ, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, mực nước sông Hồng dâng cao, có nguy cơ tràn qua đê tả sông Hồng gây ngập úng diện rộng. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện họp nhận định, đánh giá tình hình, bàn cách xử trí tình huống sự cố và cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra. Về diễn tập phần thực binh, chỉ đạo lực lượng tại chỗ khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thực hành sơ tán nhân dân thôn ven, xã Ngũ Kiên ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Phát biểu đánh giá cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước biểu dương sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần luyện tập, tổ chức diễn tập của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng trình tự, nội dung, kế hoạch. Các tình huống sát với tình hình thực tế tại địa phương và tại thời điểm tổ chức diễn tập. Qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong ứng phó với lụt, bão, thiên tai. Đồng chí yêu cầu sau cuộc diễn tập, mỗi cơ quan, đơn vị cần kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm để bổ sung vào các phương án, kế hoạch ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Kết thúc buổi diễn tập, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập đã được khen thưởng kịp thời. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo đúng quy định của điều lệ Đảng, tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát tập trung vào những nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tham mưu chỉ đạo kiểm tra làm rõ những biểu hiện vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, xem xét kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết liệt trong kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, được cụ thể bằng việc giao chỉ tiêu gắn với đôn đốc chỉ đạo thực hiện, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện hiệu quả. Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lương Đức Minh yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dư luận và nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Cùng với đó, rà soát lại các nhiệm vụ, khắc phục các tồn tại, hạn chế, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, chương trình, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2023, phấn đấu xong trong tháng 11. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết ngay từ cơ sở các đơn thư, tố cáo, khiếu nại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm triển khai ứng dụng sinh chắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số thực hiện đề án 06 đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mọi hoạt động của ngành, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam số theo đúng định hướng về chính phủ số, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội quốc gia. Qua thí điểm việc triển khai ứng dụng sinh chắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu tối đa thời gian các loại giấy tờ cho người dân khi làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời giúp giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế, khắc phục được tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm chi phí in ấn thẻ bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Tại hội nghị, đại diện một số bộ ngành, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và cơ sở y tế đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả, kinh nghiệm, những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai,
tiếp thu những ý kiến và tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chiều nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng nhằm hệ thống lại các quan điểm của Đảng được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 hướng đến xây dựng hệ giá trị văn hóa, gia đình, con người Việt Nam. Nội dung quan trọng nhất của chương trình liên quan đến 9 nhóm dự án gồm phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tại hội thảo, đại diện các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí thực hiện từng dự án, đảm bảo tính khả thi, gắn với việc khắc phục những hạn chế trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2023, sáng nay đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Lưu Văn Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước khi viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc đã thành kính dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào được xây dựng từ năm 1976, có diện tích gần 7 ha, quy tập gần 11.000 phần mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào, trong đó có những người con quê hương Vĩnh Phúc. Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng tri ân sâu sắc, đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Đồng thời thắp hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhân dân Việt Nam không lúc nào nguôi ngoai trước những mất mát đau thương để lại từ quá khứ. Mỗi tấc đất của Tổ quốc hôm nay đang giấu trong mình cả một ký ức về lịch sử khốc liệt của những cuộc chiến tranh mà bao đời ông cha đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ. Có những người còn sống nhưng đã để lại một phần thân thể, có những người vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi những trang vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc và mãi mãi được các thế hệ mai sau ghi nhớ tri ân. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2023, sáng nay, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mứt ở phường Đồng Tâm và bà Nguyễn Thị Thái là vợ thương binh ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe và trao tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mứt và bà Nguyễn Thị Thái, vợ thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống cha ông, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong những ngày tháng 7 này, tuổi trẻ thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô cũng như các địa phương khác tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Điều đặc biệt đã đến với các gia đình thân nhân anh hùng liệt sĩ của địa phương năm nay không chỉ là quà tặng vật chất mà họ đã nhận được món quà tinh thần ý nghĩa từ chính tuổi trẻ địa phương.
Noi gương các thế hệ cha ông đi trước, tuổi trẻ thị trấn Tam Sơn đã dành những tình cảm, hành động thiết thực, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Hiện nay, thị trấn có 46 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhiều ảnh chân dung của gia đình đã bị mờ, bị hỏng theo thời gian và có những gia đình khi người thân của mình hy sinh cũng không để lại tấm ảnh nào. Xuất phát từ tình cảm, sự biết ơn, thế hệ trẻ thị trấn đã tìm hiểu, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình, vận động nguồn xã hội hóa, hỗ trợ việc phục dựng, phục chế hình ảnh các anh hùng liệt sĩ của địa phương. Sau 2 tháng hoàn thành, trao tặng món quà tinh thần đầy ý nghĩa nhân dịp 27 tháng 7 cho các gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thì được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, Đoàn Thanh niên thị trấn Tam Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch phục chế lại ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ để trao tặng cho các gia đình liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại thì Đoàn Thanh niên thị trấn đã hoàn thành xong 5 bức ảnh để trao cho 5 gia đình liệt sĩ trên địa bàn thị trấn. Qua đó thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh cho nền độc lập, tự do, cho Tổ quốc. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tác, tổ dân phố Then và gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chữ, tổ dân phố Bình Lạc là hai gia đình không lưu giữ được hình ảnh về người thân của mình đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trầm ngâm nhìn bức ảnh chân dung được phục chế của người thân đã hy sinh, các gia đình đều bồi hồi cảm xúc, nghẹn ngào nước mắt. Đã bao lâu mới lại được thấy hình ảnh người thân của mình? Tôi rất là hoàn toàn biết ơn với các đồng chí lãnh đạo địa phương và ban chấp hành đoàn đã có một chủ trương rất đúng đắn giúp cho các gia đình liệt sĩ có chân dung để thờ ảnh cho các liệt sĩ sau này, nhằm giáo dục truyền thống cho con cháu mình, cho thế hệ trẻ biết những người đã hy sinh. Là gia đình cũng vẫn rất mong mỏi cái điều đó. Hôm nay thì phấn khởi chỉ nhìn thấy bức hình của anh thôi, thì bà cũng cùng gia đình cũng thấy là vui. Hàng năm, nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đến những gia đình chính sách, người có công đều được địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chú trọng với những giá trị nhân văn, không chỉ ghi nhớ công ơn mà đây cũng góp phần giáo dục truyền thống đến thế hệ trẻ. Đây là một trong những cái hoạt động rất là ý nghĩa, đem lại cái giáo dục cái truyền thống cách mạng, cái tinh thần yêu nước cũng như cái tinh thần trách nhiệm của các anh em đoàn viên, thanh niên thế hệ trẻ của thị trấn Tam Sơn với cái trách nhiệm của mình trong cái việc xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn mới hiện nay. Hình ảnh những người con quê hương đã hy sinh tuổi thanh xuân, cống hiến cho hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, nay trở về với gia đình, với người thân qua dáng hình thân thiết. Mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng điều ý nghĩa nhất là thấy được tình cảm, niềm vui khi đón nhận món quà này. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ địa phương thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay, Câu lạc bộ Nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập, 23 tháng 7 năm 1997, 23 tháng 7 năm 2023. Câu lạc bộ Nghệ thuật Chèo, tiền thân là Câu lạc bộ Nghệ thuật Chèo Hưu Trí, được thành lập từ năm 1997, trải qua 26 năm hình thành phát triển với bao khó khăn, thăng trầm. Ban chủ nhiệm cũng như các thành viên phần lớn đều là các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của đoàn chèo Vĩnh Phú và Vĩnh Phúc trước đây. Dù đã xa rời ánh đèn sân khấu nhiều chục năm, song họ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức và cách thức khác nhau. Buổi gặp mặt là một trong những hoạt động thường niên để các thành viên câu lạc bộ được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, cùng nhau lan tỏa tình yêu với bộ môn nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc đến đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương thêm phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.